Em xin kính chào quý thầy cô. Em tên là Suy Nguyễn, mã số điện của em là 23741129. Em xin chia sẻ bài học tâm đắc ngộ ra sáng nay. Sáng nay thầy chia sẻ về công thức của nguồn cuộc sống. Thầy cho chúng ta ôn tập lại để mà chuẩn bị cho cái kỳ thi. Thì em ngộ ra một cái bài học là khi một chia sẻ một cái gì đó, mình cần phải cho người ta thấy được, mình định tâm được mình cần muốn chia sẻ cái gì. Ví dụ như thầy kể cái câu chuyện về cái một cặp vợ chồng sống với nhau 30 năm, cuộc hôn nhân 30 năm, sau đó người ta trước cái ngày mà ly hôn đó, thì hai vợ chồng mới ngồi nói chuyện với nhau. Thì có một bạn chia sẻ lại là một cách rất là thuộc bài, giống như là nói lại cái ý thôi. Ví dụ như là cặp vợ chồng đó sống với nhau chuẩn bị ly hôn mà quên nhấn mạnh cái yếu tố là họ có một cái cuộc hành trình hôn nhân tới 30 năm, để cho cái người nghe đó họ thấy được cái bức tranh tổng quát là cái cuộc hôn nhân này đã trải qua như thế nào. Và lý do thì khi cái lý nói được cái lý do ly hôn á, thì cái người nghe họ mới thấm được cái cốt ý của câu chuyện cần cái gì. Cũng như là cái công thức của nguồn cuộc sống. Cuối buổi thì có một cái người học viên, tức là một cái anh học viên, anh mới hỏi rằng là cũng có hai cái cặp vợ chồng đó cũng bị cái sự trục trặc trong hôn nhân, tức là cái người chồng đi đánh bài thì anh còn phải giúp như thế nào. Thì em học được cái bài học mà thầy nói rằng là chính cái bản thân cái người tư vấn đó, tức là cái người học viên đang hỏi đó, cái hình ảnh trong tâm trí của anh đã không tốt rồi, thì tức là nó có cái hình ảnh người chồng đánh bài rồi, thì anh không thể tư vấn cho họ, tức là anh phải đưa về tính không. Nên là giống như thầy, khi thầy tiếp nhận cái thông tin đó, thầy cũng không thấy có gì vấn đề gì hết, thầy cũng mang uống bình thường. Thì khi đưa về tính không vậy á, mình thấy nó không còn gì nữa thì mình mới có thể giúp cho người ta được. Tại vì cái hình ảnh trong tâm trí của anh về cái người chồng nó đã mất rồi, tức là không có cái vấn nạn đó nữa, thì mình mới và sau khi cái buổi mà cái người học viên cái anh đó anh hỏi đó, thì chúng em mới chia ra một cái nhóm để mà học chia sẻ cái bài học tâm đắc ngộ ra, mọi người cũng hỏi thêm cái vấn đề này một lần nữa. Thì có một chị anh mới hỏi rằng là làm thế nào để mà giải tỏa cái vấn đề cho cái cặp vợ chồng đó. Thì mọi người cũng đều phân tích là phải đổi hình thì đổi đời, phải đổi cái hình ảnh của người vợ trong tâm trí đối với người chồng. Thì có người mới thắc mắc rằng là cái người chồng đã là cái người nhậu nhẹt thì làm sao đổi cái hình ảnh, tức là mình đổi cái hình ảnh giả thôi hay sao. Thì mọi người đều đưa ra cái ý kiến là phải lấy những cái hình ảnh tốt, là từ nghe thấy nói biết, tức là không nghe hoặc là không thấy lúc mà anh đi nhậu đi đánh bài về. Đối với cá nhân em thì em giải quyết tình trạng này bằng cách là cái người chồng đó họ vẫn có cái hiện trạng là như vậy, thì bây giờ mình lấy những cái hình ảnh tốt đẹp của cái người chồng đó. Ví dụ như anh ta có thể phụ vợ vấn đề này, hoặc là giúp vợ vì cái việc gì đó, ví dụ như đưa con cái đi học hay gì đó. Từ cái hình ảnh đó mình làm sáng nó lên, mình quảng bá cái hình ảnh đó lên, thì anh ta sẽ từ từ sẽ làm tốt cái hình ảnh đó của anh ta, và anh ta sẽ dĩ nhiên cái vấn nạn kia nó sẽ dần biến đi và nó sẽ không còn nữa. Dạ, đó là cái bài học em ngộ ra ngày hôm nay. Cảm ơn thầy, cảm ơn quý thầy cô.